Tiếp tục một combo Nanomax Pro 909 ly, một cặp loa full và một màn hình. Đi Bình Dương nha anh em. Tới nơi anh em, thủ dầu một Bình Dương. Đây là ngôi nhà của anh khách của bên mình đây. Một combo Nanomax Pro 909, cặp loa full và màn hình Tomco. Vô đây. Bữa giờ khách mình là xe đậu vô tới sân nhà luôn anh em. Nhà rất rộng. Bữa giờ mình giao 369 không à. Bữa nay mình có một đơn 909 nên rất nhẹ anh em. Nó cũng nặng lắm á, nhưng mà tại vì do là anh em mình đi giao 369 nhiều á nên giờ khiên con này nó nhiều à. Mẫu 909 ly van số 2.4 tấc. Mình đang bán là 20 củ 900 cành. Và cái mẫu Nanomax loa full này á, là một cặp này là 6 củ 8 và thêm cái màn hình di động Tomco 7 củ 9 nữa anh em. Trước mặt anh em đây là anh Thủy ở Thủ Dầu Một Bình Dương, và hôm nay anh em của điện máy 369 đã hoàn thành xuất sắc việc giao một chiếc loa Nanomax Pro 909i và một cặp loa full CK 369 và một cái màn hình đó. Tổng combo này rất là ok anh em. Dạ em chào anh Thủy. Thì hồi nãy giờ anh em mình cũng có test loa nè, test nhạc rồi karaoke cũng có song ca. Thì với không gian này anh em nhìn đi, cái không gian rất là rộng, thì anh Thủy cho em cái đánh giá về cái chất âm của cái combo này anh. Nói chung thì trải nghiệm thì thấy là ok, dạ. Âm thanh thì trong, dạ. Không có tạp âm, dạ. Thì chất lượng như mong đợi, dạ. Nhưng mà lúc đầu thì rất lo lắng có chuẩn không, dạ. Không thì không biết, không anh em đi đường xa mà, dạ. Mình thấy lên được giải âm thanh về thấy quá ok, dạ. Hài lòng, dạ. Nói chung là hai vợ chồng đều thích, dạ. Nhưng mà kiểu dạng như ban đầu là khi mà anh gọi điện thoại tới nhân viên bên điện máy 309, ừ. Thì kiểu dạng như mình cũng có một cái gì đó mình lo đúng không? Ừ. Mình cũng chưa biết điện máy 309 như thế nào. Chính xác. Nhưng mà khi mà xe điện máy 309 tới rồi là bắt đầu là yên ok tâm. Chính nó rồi. Đúng không? Đúng. Đúng người, đúng quảng cáo, đúng hàng hóa. Chính xác. Và đúng chất âm nữa. Dạ. Nói chung thì thời đại công nghệ như vậy thì nó, mình bán hàng qua mạng phải bình thường. Dạ. Nhưng mà để mà tin tưởng được mua được một vấn đề, một món hàng tốt, dạ. Trên mạng thì cũng là rất là khó. Dạ. Vậy hôm nay trải nghiệm dịch vụ anh em xin chân thành cảm ơn. Dạ. Quan trọng là cái vấn đề sau bán hàng là hậu mãi. Cố gắng nếu như mà có trường hợp gì trục trặc thì anh em cố gắng chăm sóc khách hàng cho, dạ. Là ok. Cái vấn đề đó là bên em lúc nào cũng đang ưu tiên rất tốt về cái vấn đề đó, là tất cả đều bảo hành cho anh 1 năm. Ok. Và trong khi mà anh sử dụng á, nếu mà có trục trặc hoặc là có bất cứ một cái gì, ví dụ như mình chỉnh mình quên á, mình chỉnh sai á, thì bên anh cứ gọi điện cho bên em bất cứ lúc nào, là bên em sẽ hỗ trợ bất cứ lúc nào luôn, ví dụ tối hay là khuya như thế nào đó, đó là bên em hỗ trợ hết. Ok. Còn những cái đơn vị khác là nó bán xong nó đứt đuôi. Đúng rồi. Hả? Với một phần là ví dụ như là ban đầu mình nghiên cứu bên em đó, rồi mình gọi điện rồi mình đặt cọc, mình cũng thấy lo, nhưng mà anh có coi được những cái video mà em đi giao hàng thực tế giống như vậy không? Có. Dạ. Yeah. Đó. Anh có xem trên TikTok rồi YouTube. Dạ. Thì thấy mặt hàng anh em bán thì đúng như là quảng cáo. Dạ. Thì nói chung là anh có được cái gì đâu ngoài chất lượng tốt đâu. Dạ. Anh không phải quảng cáo cho em. Dạ. Nhưng mà anh cảm nhận được cái âm thanh rất là tốt. Dạ. Ok. Thì chắc anh phải thấm lên cái súp. Dạ đúng rồi. Cái súp nó cho nó đồng bộ thêm. Dạ, bên em thì đang mới ra cái mẫu súp 5 tấc của Nanomax luôn. Ừ. Dạ, chính như vậy thì hay rồi. Nhưng mà khi mình tổ chức tiệc tùng lớn mà 10 bàn 20 bàn thì mình cần một cái âm kích lên nó lớn hơn, dạ. Một chút nữa. Để cho nó đẩy cái âm. Mà thường là anh Thủy nếu mà đãi tiệc chắc là đãi ở nhà đúng không? Anh thường đãi sân mình. Anh quay cái sân cho anh em xem nè. Anh Thủy nhắm thử cái sân anh Thủy được bao nhiêu bàn ta? Cũng khoảng 10 mấy bàn em. 17 bàn. Đúng rồi. 17 bàn, nhưng mà trước chắc mình thuê organ đúng không? Thuê dàn nhạc sống. Dạ. Mà giờ thì cái dàn này chắc cũng ok. Anh sắm thêm cái súp bên em nữa. Dạ.
Mình thì mình không có dám nói cái vàng này ăn nhạt sống đâu anh em, nhưng mà với cái diện tích sân nhà anh Thủy ở đây á thì cũng ok, mình nghĩ là đáp ứng nổi. Câu 15 bàn qua lại vậy là ổn rồi. Nhưng mà với cái âm thanh đó chắc là ok đúng không? Mình không cần nó quá gọi là lớn giống như sân khấu, hiểu không? Nó vừa trong cái khoảng anh em chơi mà mình ăn nhậu nó không bị quá ồn ào được. Vừa đúng nghe là được. Nghe trong cái khuôn viên nhà mình là được. Còn khỏi không ảnh hưởng tới nhà bên nhà sao? Em cảm ơn anh Thủy. Tạo điều kiện cho tụi em có mặt nhà anh Thủy ngày hôm nay. Hy vọng anh em mình còn tiếp tục hợp tác nữa. Chắc chắn rồi, sau này em còn giao súp năm đất cho anh Thủy đúng không ạ? Cảm ơn nhiều. Anh em nếu muốn chốt nguyên cái combo này thì hãy để lại một lượt bên dưới hoặc là ới ơi liền cho mình nha, mình giao hàng tận nơi cho anh em luôn.